Quý vị và các bạn yêu nhạc thân mến, tiếp theo trong clip giới thiệu những sản phẩm để nghe nhạc hôm nay, Cương Audio Lai Châu xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc âm ly huyền thoại vang bóng một thời của hãng Sansui Nhật Bản. Có thể nói là đây là một chiếc âm ly thật sự xứng danh với những từ gọi là khủng long bạo chúa. Trước mắt quý vị, đó là chiếc âm ly Sansui Alpha 707 Xtra. Dòng 707 này rất nhiều model, nhưng đây là model Alpha 707 Xtra. Có lẽ là rất nhiều người đang sở hữu chiếc âm ly này. Và xin giới thiệu đến quý vị và các bạn toàn bộ chi tiết kỹ thuật cũng như thông số của nó. Chiếc âm ly này là toàn thân nó màu đen, và mặt của nó đó là mặt bóng, gương bóng như quý vị đã thấy. Tất cả chiếc âm ly này còn đẹp xuất sắc, nó không có một vết xước xèo nào cả. Quý vị thấy nó được bố trí các nút bấm rất hài hòa, nó rất nhiều chức năng. Quý vị có thể quan sát thấy có những rắc để cắm phone để quý vị thẩm âm, đầy đủ các nút tôn, low lớp, nút chỉnh bắt chép, chỉnh cân bằng DJ, rồi muting, đầy đủ các công tắc chức năng. Và chúng ta sẽ quan sát phía sau của nó xem sao. Quý vị thấy rõ là hãng rất ưu ái, trau chuốt cho các cổng kết nối, đặc biệt cổng kết nối phono và cổng kết nối CD thì được trang bị hai chiếc jack cắm có mạ đồng rất là đẹp và còn rất là tốt. Quý vị quan sát từ phía sau thấy rằng chiếc âm ly này có rất nhiều chức năng. Đây là một cổng cắm có thể được ưu ái tận dụng để quý vị có thể tách riêng phần rè của nó ra để chúng ta có thể kết nối chuyển phần công suất của nó thành một chiếc power. Và đây là jack chia tín hiệu của nó. Có lẽ là chúng ta cũng không còn lạ gì những chức năng ở trên những chiếc âm ly cùng thời điểm như thế này. Và quý vị thấy rõ đây là thông số, toàn bộ thông số kỹ thuật của nó. Chiếc âm ly này có công suất là 330W. Như vậy đó, đang để nghe nhạc thì đây là một con khủng long thật sự. Dòng điện 100 nội địa của Nhật và sản xuất tại Nhật Bản. Nó có thể đánh đồng thời một lúc hai cầu loa. Như vậy là một chiếc âm ly khá là hoàn hảo. Từ những dây nguồn của nó còn cũng ghi rất rõ các thông số về thời điểm sản xuất cũng như là các nguồn điện của nó. Như vậy là một chiếc âm ly khá hoàn hảo. Và trở kháng của nó là từ 4 đến 16 ô, có nghĩa là nó đánh được rất nhiều loa trên thị trường. Và chỉ cần nhìn qua cái kẽ thôi, quý vị thấy là những cái mạch của nó vẫn còn xanh, còn rất là đẹp. Như vậy là khí hậu ở nước ngoài họ nó rất là tốt. Như vậy là những vi mạch điện, những mạch điện tử này nó giảm thiểu được cái sự phá hoại của thời tiết. Và đặc biệt quý vị nhìn thấy những cái tụ lọc nguồn này của nó to như lon bia, rất khủng. Và chiếc biến thế của nó thì có lẽ là đặt vào trung tâm của chiếc âm ly. Điều kiện này tôi không có người hỗ trợ nên không thể tháo chiếc nắp này ra để cho quý vị quan sát rõ hơn. Quý vị có thể tìm hiểu nó ở trên mạng. Trên website của hãng đều đăng rất chi tiết hình ảnh của những chiếc âm ly này. Và quý vị thân mến, chiếc âm ly này nó đánh được rất nhiều loa. Và do điều kiện thì hôm nay tôi không có người hỗ trợ cho nên tôi tạm thời thực hiện một clip rất nhanh và ngắn gọn để giới thiệu đến quý vị và các bạn về chiếc âm ly khủng long bạo chúa này. Và chiếc âm ly này còn zin tất cả, từ con ốc cho đến tất cả những chi tiết bên trong. Và sau đây tôi sẽ test một bản nhạc để quý vị cùng nhau nghe. Do công suất của nó lớn nên nó đánh tiếng loa rất là căng. Đại trầm của nó thật sự là
quy lực. Xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà giá diệt thế. Có lẽ là nó quá nhiều chức năng. Câu ca nằm tinh nằm nghĩa, có lúc nào em giận anh không? Có lúc nào anh giận em không? Để thương suốt cả ngày em giận. Khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng còn mà thương rộng dài như thế. Anh nhớ ngày, anh nhớ đêm, giận mà thương xoáy lòng anh đó. Nút này được thiết kế đặc biệt là khi quý vị đang nghe nhạc và có điện thoại đến thì quý vị có thể bấm trực tiếp vào đây, nghe điện thoại xong ta lại nhả nó ra. Những chiếc âm ly đẹp như thế này thì rất hiếm hoi trên thị trường. Xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà giá diệt thế. Ôi quý vị và các bạn có nhu cầu mua chiếc âm ly này, xin vui lòng liên hệ với Cương Audio Lai Châu theo số điện thoại 0918 099 388. Xin nhắc lại, Cương Audio Lai Châu 0918 099 388, giao hàng toàn quốc. Khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng có mà thương rộng dài thế. Chiếc âm ly này nặng 25 kg. Anh nhớ đêm, giận mà thương xoáy lòng anh đó. Thương mà giận dễ gì đã có, chỉ tìm thấy yêu em thôi. Tiếng của nó rất sạch sẽ. Bạn mày em lo em, bao đổi thay anh chưa thể hiểu. Tôi đang dùng nguồn tín hiệu phát cho nó, đó là một đầu CD Sony 228 EFT. Câu ca và tình yêu thắm nồng khi trời.
Quý vị thân mến, quý vị có nhu cầu mua chiếc âm ly này, xin vui lòng liên hệ với Cương Audio Lai Châu theo số điện thoại 0918 099 388. Xin nhắc lại 0918 099 388, giao hàng toàn quốc. Quý vị lưu ý, quý vị gọi điện thấy không bắt máy hoặc không liên lạc được, quý vị vui lòng để lại tin nhắn, tôi sẽ phúc đáp tất cả những tin nhắn của quý vị. Trân trọng cảm tạ những tình cảm của quý vị.